Chào mừng quý vị trở lại với Laden Vlogs USA. Nếu đây là lần đầu tiên quý vị đến với Laden Vlogs, xin hãy nhấn nút subscribe để ủng hộ cho Laden nhé. Sau đó hãy nhấn nút chuông để có thể nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Laden có video mới. Laden xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị thân mến, trước khi vào phần thông tin chính của video ngày hôm nay, Laden xin chia sẻ với quý vị rằng Laden không làm về thuế, không phải là luật sư, cũng không làm cho các cơ quan chính phủ. Cho nên những chia sẻ ở kênh Laden Vlogs USA chỉ mang tính cách tham khảo và giải trí. Cho nên quý vị phải là người tự xác minh, quyết định và chịu trách nhiệm với những quyết định đó của mình. Nếu quý vị cần những lời khuyên cụ thể và chính xác, xin quý vị hãy liên lạc với các dịch vụ, các chuyên gia hoặc những văn phòng chuyên môn để được giúp đỡ một cách hữu hiệu nhất. Quý vị thân mến, chủ đề của video ngày hôm nay sẽ liên quan đến chương trình Housing Section 8 tại một quận hạt lớn ở tiểu bang California có rất nhiều người Việt sinh sống, đó là quận Cam. Theo thông báo mới nhất của cơ quan quản lý nhà ở thuộc quận Cam, tiểu bang California, tức là văn phòng Housing Authority, văn phòng sẽ bắt đầu nhận đơn ghi danh vào danh sách chờ, tức là ghi danh vào waiting list của chương trình phiếu lựa chọn nhà ở, tức là chương trình Housing Section 8, bắt đầu từ ngày 18 tháng 9 năm 2023 vào 8 giờ sáng theo giờ của California đến hết ngày 29 tháng 9 năm 2023 vào 11 giờ 59 phút tối cũng theo giờ của tiểu bang California. Chương trình phiếu lựa chọn nhà ở này đã được Bộ Phát triển Nhà và Đô thị Hoa Kỳ, viết tắt là HUD, tài trợ và cho phép cơ quan quản lý nhà ở quận Cam được giúp phần tiền thuê nhà hàng tháng cho những quý vị nộp đơn và đủ điều kiện. Điều này có nghĩa là ngân sách của chương trình là do chính phủ liên bang đưa xuống cho chính phủ tiểu bang và chính phủ ở các địa phương. Nếu quý vị nộp đơn và đủ điều kiện để được nhận chương trình này, quý vị sẽ được nhận một phiếu lựa chọn nhà ở. Nếu quý vị được nhận phiếu lựa chọn nhà ở của chương trình Housing Section 8, quý vị có thể dùng phiếu này để đi thuê một căn nhà hoặc là một căn apartment phù hợp với nhu cầu của gia đình quý vị. Trung bình, những quý vị có phiếu thuê nhà theo chương trình này phải trả khoảng 1/3 thu nhập hàng tháng của quý vị cho tiền thuê nhà, còn cơ quan quản lý nhà ở sẽ trả phần chênh lệch. Mỗi một tiểu bang, mỗi một quận hạt đều có đợt mở danh sách chờ vào những thời điểm khác nhau. Đối với quận Cam thuộc tiểu bang California, thì đợt mở danh sách chờ vào ngày 18 tháng 9 sắp tới này là đợt mở tiếp theo sau đợt năm 2012. Tức là trong vòng 11 năm vừa qua, tại quận Cam, tiểu bang California, đã không có đợt mở danh sách chờ nào cho chương trình Housing Section 8 này. Nếu quý vị quan tâm đến chương trình này, Lê Đinh mời quý vị cùng Lê Đinh vào trang nhà của cơ quan quản lý nhà ở quận Cam để tìm hiểu xem thu nhập như thế nào thì đủ điều kiện, ai là người được ưu tiên và cách xét đơn của quận hạt như thế nào. Quý vị thân mến, hiện giờ Lê Đinh và quý vị đang ở trang chủ của ocgovernment.com, tức là trang chủ của Housing Authority, cơ quan quản lý nhà ở quận Cam. Thì như quý vị thấy ở đây, danh sách chờ năm 2012, còn ở đây là mở danh sách chờ năm 2023, tức là từ năm 2012 cho đến năm 2023 mới có thêm được một đợt mở danh sách chờ tiếp theo, là khoảng 11 năm đó quý vị. Thì đây là danh sách chờ sẽ mở vào ngày 18 tháng 9 năm 2023. Theo thông báo tại đây, quý vị thấy cơ quan quản lý nhà ở quận Cam sẽ chấp nhận đơn đăng ký vào danh sách chờ của chương trình phiếu lựa chọn nhà ở, tức là chương trình Section 8, bắt đầu từ ngày 18 tháng 9 năm 2023, 8 giờ sáng, theo giờ PDT, đến ngày 29 tháng 9 năm 2023 vào 11 giờ 59 phút tối, cũng theo giờ PDT. Mà cho dễ hiểu thì Lê Đinh cứ nói là giờ của California, hả quý vị? Thì chương trình phiếu lựa chọn nhà ở này đã được Bộ Phát triển Nhà và Đô thị Hoa Kỳ, viết tắt là HUD, tài trợ và cho phép OCHA, tức là cho phép cơ quan quản lý nhà ở quận Cam, được trợ cấp tiền thuê nhà hàng tháng cho những quý vị nộp đơn đủ điều kiện. Tức là quý vị nộp đơn, nhưng mà quý vị phải đủ điều kiện thì quý vị mới được nhận chương trình này, chứ không phải ai nộp đơn cũng đều được nhận. Thì điều kiện thứ nhất là điều kiện về thu nhập.
giới hạn thu nhập cho chương trình phiếu lựa chọn nhà ở như sau. Nếu gia đình của quý vị là một người, thì thu nhập hàng năm là 50.250 đô la, tức là thu nhập tối đa của quý vị cho một người từ 50.250 đô la trở xuống, thì quý vị có thể đủ điều kiện để được nhận chương trình này. Còn thu nhập của gia đình hai người là 57.400 đô la. Một gia đình có 3 người thì cần có thu nhập tối đa là từ 64.600 đô la thôi. Tức là nếu quý vị thu nhập cao hơn cái mức này thì quý vị sẽ không đủ điều kiện về yêu cầu thu nhập của chương trình Session 8. Gia đình có 4 người là thí dụ như hai vợ chồng và hai người con thì tối đa thu nhập trong năm phải là 71.750 đô la. Nếu thu nhập gia đình nào mà ít hơn cái số thu nhập này trong một năm, quý vị có thể đủ điều kiện để được nộp đơn và để được chọn. Còn nếu thu nhập của gia đình 4 người nào mà cao hơn số tiền này thì quý vị không đủ điều kiện. Tiếp theo, một gia đình có 5 người cần phải có thu nhập tối đa là 77.500 đô la. 6 người 83.250 đô la. 7 người 89.000 đô la. 8 người 94.750 đô la. Ở phần tiếp theo này thì cơ quan quản lý nhà ở thuộc quận Cam cũng cho quý vị biết là họ sẽ mở danh sách chờ cho 12.000 người nộp đơn. Nếu nhận được hơn 12.000 đơn đăng ký thì ưu tiên đơn đăng ký sẽ được dành cho những người sống hoặc làm việc trong khu vực của cơ quan quản lý nhà ở thuộc quận Cam, tức là ở khu vực quận Cam thôi. Và sau đó được sắp xếp theo thứ tự sau: cựu chiến binh Hoa Kỳ là ưu tiên nhất, hai là gia đình có người già, ba là người khuyết tật hoặc người lao động, tức là người đang đi làm. Ưu tiên thứ tư là những gia đình không lao động, tức là những gia đình không có thu nhập gì cả. Điều này có nghĩa là ở đợt mở hồ sơ này thì quận Cam chỉ có 12.000 chỗ thôi. Do đó nếu số đơn nhận hơn là 12.000 hồ sơ thì văn phòng Housing ở quận Cam sẽ ưu tiên cho những quý vị nào đang sinh sống và làm việc tại quận Cam. Tiếp theo, phần thông báo còn cho biết là thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà ở thuộc quận Cam bao gồm tất cả các thành phố và khu vực chưa hợp nhất của quận Cam, ngoại trừ các thành phố Anaheim, Garden Grove và Santa Ana. Mỗi thành phố này đều vận hành chương trình phiếu lựa chọn nhà ở riêng biệt. Điều này có nghĩa là ba thành phố Anaheim, Garden Grove và Santa Ana cho dù thuộc quận Cam, nhưng mỗi thành phố này lại có chương trình Housing Session A riêng và sẽ có ngày mở đợt nhận hồ sơ riêng. Nói như vậy không có nghĩa là nếu quý vị đang sinh sống tại Anaheim, Garden Grove hay là Santa Ana thì quý vị không được nộp đơn cho chương trình đợt mở này. Quý vị vẫn có thể nộp đơn được, nhưng mà quý vị sẽ không được xét ưu tiên mà thôi. Tiếp theo, về cách nộp đơn thì cơ quan quản lý nhà ở thuộc quận Cam sẽ nhóm các đơn đăng ký theo ưu tiên, tức là theo thứ tự ưu tiên cựu chiến binh Hoa Kỳ, người già, người khuyết tật, người lao động và những gia đình không lao động, áp dụng vị trí ngẫu nhiên trong nhóm ưu tiên và chọn 12.000 người đăng ký đầu tiên theo ưu tiên để đưa vào danh sách chờ. Tức là đầu tiên là họ sẽ xếp theo nhóm ưu tiên trước, rồi sau đó họ mới chọn 12.000 người trong cái nhóm ưu tiên này để được đưa vào danh sách chờ. Đơn đăng ký đã gửi không được xem xét trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước. Tức là cho dù quý vị canh quý vị nộp đơn vào ngay 8 giờ sáng của ngày 18 tháng 9 thì cũng không có nghĩa là đơn quý vị sẽ được xếp trước, sẽ được xét trước hay là sẽ được đưa vào danh sách chờ trước, mà họ sẽ xét theo cái thứ tự ưu tiên mà 1, 2, 3 ở đây. Thời gian nộp đơn cũng không ảnh hưởng đến vị trí trong danh sách chờ hoặc thời gian người nộp đơn có thể nhận được hỗ trợ. Do đó quý vị nộp sớm hay nộp trễ gì không quan trọng, miễn sao quý vị nộp đơn đúng cái thời hạn này thôi, tức là 18 tháng 9 năm 2023, tức là khoảng mấy ngày nữa, đến 29 tháng 9 thì cái đợt này sẽ đóng lại. Bạn có thể gửi đơn đăng ký bắt đầu từ 8 giờ sáng theo giờ PDT ngày 18 tháng 9 năm 2023.
cho đến 11 giờ 59 phút tối theo giờ PDT ngày 29 tháng 9 năm 2023 theo 3 cách. Đây là 3 cách nộp đơn đây quý vị. Thứ nhất là nộp trực tuyến tại cái website này. Thì quý vị muốn nộp đơn qua online quý vị click vào đây. Thứ hai là đơn đăng ký bằng giấy được gửi đến PO Box là 11387 Santa Ana, California 92711. Phải có dấu bưu điện từ ngày 18 tháng 9 năm 2023 đến ngày 29 tháng 9 năm 2023. Tức là nếu mà quý vị viết đơn, điền đơn rồi nộp sớm hơn ngày 18 tháng 9 cũng không được nha quý vị. Cái dấu bưu điện tức là cái ngày gửi phải là ngay cái ngày mà người ta nộp, người ta nhận đơn. Đơn đăng ký bằng giấy thì được gửi qua email đến ocha.waitinglist2023@ gì gì đây nè quý vị đó. Thì cái địa chỉ này, Lê Đình sẽ để cái đường link của cái thông báo này ở cái phần description của video ngày hôm nay để quý vị nhấn vào. Và quý vị sẽ nhấn vào đây nếu quý vị muốn nộp đơn online. Còn quý vị có thể gửi theo cái địa chỉ email là ở đây. Ứng dụng trực tuyến có thể được truy cập từ bất kỳ máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng nào có truy cập Internet. Tức là quý vị có thể dùng computer, quý vị cũng có thể dùng phone, quý vị cũng có thể dùng iPad, bất kỳ những cái máy tính bảng nào, tức là những cái công cụ nào mà có Internet quý vị vào được thì quý vị vào cái đường link là quý vị nộp được. Nếu bạn không có quyền truy cập Internet, bạn có thể truy cập Thư viện Công cộng quận Cam và nhiều đối tác cộng đồng. Tức là nếu quý vị không có Internet ở nhà, quý vị có thể vào thư viện để làm đơn. Khuyến khích nộp đơn trực tuyến, phương pháp này sẽ cung cấp xác nhận ngay lập tức về việc nhận được đơn đăng ký của bạn. Tức là văn phòng Housing Section A của quận Cam khuyến khích quý vị nên nộp đơn online. Đơn đăng ký bằng giấy cũng có sẵn tại các tòa thị chính tham gia, các chi nhánh của Thư viện Công cộng quận Cam và các tổ chức cộng đồng chọn lọc. Tức là quý vị cũng có thể lại nhận mẫu đơn tại những chỗ này. Đoạn tiếp theo thì thông báo cũng cho biết là để nộp đơn, bạn phải cung cấp số an sinh xã hội và ngày sinh của tất cả các thành viên trong gia đình, thông tin địa chỉ nhà và nơi làm việc cũng như thu nhập của hộ gia đình. Nói chung là những thông tin về cá nhân và thông tin về thu nhập của gia đình quý vị. Việc lựa chọn ngẫu nhiên sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 10 năm 2023. Sau đó, người nộp đơn có thể kiểm tra trạng thái đơn đăng ký của mình bằng cách đăng nhập vào hệ thống kiểm tra đơn đăng ký tại địa chỉ này là waitinglistcheck.com. Là sau khi quý vị nộp đơn xong rồi thì quý vị có thể vào cái địa chỉ này, quý vị mở một cái account của mình và quý vị sẽ theo dõi coi cái đơn của quý vị được văn phòng này xét đến đâu rồi. Ngoài ra, thông báo cũng sẽ được gửi đến người nộp đơn 2-3 tháng sau khi tất cả 12.000 đơn đăng ký sẽ được xem xét. Nếu quý vị không có biết cách để làm tạo một cái account online, quý vị cũng có thể chờ thư thông báo. Thư thông báo sẽ được gửi đến địa chỉ của quý vị khoảng 2-3 tháng sau, sau khi tất cả cái 12.000 đơn này được xem xét, chứ không phải là 2-3 tháng sau khi quý vị nộp đơn. Do đó, thời gian nộp đơn của quý vị là tháng 9, nhưng có thể là thời gian mà quý vị nhận được thư thông báo có thể là đến tháng 12, tức là đến cuối năm nay, hoặc là bước sang tháng giêng của năm 2024 cũng không chừng. Nếu quý vị cần được hỗ trợ, thí dụ như những cá nhân khuyết tật yêu cầu chỗ ở hợp lý để tham gia vào quá trình đăng ký, thì có thể liên hệ với văn phòng Housing của quận Cam từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 9 năm 2023 theo số điện thoại 714-480-2798 từ thứ Hai đến thứ Sáu 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tức là nếu quý vị là người khuyết tật và quý vị cần sự trợ giúp của chương trình này, quý vị có thể gọi cho số điện thoại 714-480-2798 từ thứ Hai đến thứ Sáu 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Các ứng dụng sẽ có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ, tức là khi quý vị gọi điện thoại thì quý vị sẽ có thể nhấn nút thứ mấy đó để quý vị được nói chuyện với nhân viên nói tiếng Việt. Trường hợp quý vị bị hạn chế về khả năng nghe hoặc nói, tức là những quý vị bị lãng tai hoặc là những quý vị bị khuyết tật như câm điếc,
thì trợ lý truyền thông được đào tạo đặc biệt cũng có thể chuyển tiếp các cuộc trò chuyện qua điện thoại cho cuộc gọi của quý vị. Để sử dụng dịch vụ này, quý vị vui lòng gọi số 800-735-2929. Để biết thêm thông tin về cách đăng ký, vui lòng truy cập vào địa chỉ này hoặc gọi cho văn phòng housing của quận Cam qua số 714-480-2798. Nói chung là thông báo này có rất đầy đủ những chi tiết mà quý vị cần về chương trình Housing Session A mà sắp mở ra tại quận Cam. Cách nộp đơn, cách gọi điện thoại như thế nào, cách cần sự giúp đỡ ra sao hả quý vị? Và ai là người được ưu tiên, thu nhập như thế nào? Cuối cùng ở thông báo này cho biết, cơ quan quản lý nhà ở quận Cam không phân biệt đối xử dựa trên bất kỳ đặc điểm được bảo vệ nào. Tức là không có phân biệt đối xử chủng tộc gì hết, chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, đến từ đâu, tôn giáo, giới tính, tình trạng gia đình, khuyết tật hay tuổi tác. Trong việc tiếp nhận đơn, trong việc tiếp cận hoặc đối xử với công việc tại các cơ quan được liên bang hỗ trợ, các chương trình và những hoạt động. Các chương trình nhà ở được liên bang tổ chức dành cho tất cả các cá nhân đủ điều kiện, bất kể xu hướng tính dục thực tế hay nhận thức, bản dạng giới tính hoặc tình trạng hôn nhân. Nói chung ở đoạn cuối này nói là đơn xin của quý vị sẽ không gặp bất kỳ một sự phân biệt đối xử nào cả. Và để đọc thông báo công khai bằng các ngôn ngữ khác, xem bên dưới. Tức là quý vị nào muốn đọc bản thông báo này bằng tiếng Mễ, Tây Ban Nha, Spanish, nhấn ở đây. Tiếng Việt Nam, nhấn ở đây, mà bây giờ là đang ở tiếng Việt Nam rồi đây quý vị. Hàn Quốc, nhấn ở đây. Trung Quốc, nhấn ở đây. Quý vị thân mến, nếu quý vị quan tâm đến chương trình Housing Session 8 ở tiểu bang California thuộc quận Cam và quý vị thấy giới hạn thu nhập của mình cũng đủ theo yêu cầu của chương trình, thì quý vị hãy nộp đơn cho chương trình này vào waiting list bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 18 tháng 9 năm 2023 cho đến 11 giờ 59 phút tối ngày 29 tháng 9 năm 2023. Cách nộp đơn, quý vị có thể nộp trực tuyến và đây là cách mà chương trình khuyến khích nhất. Quý vị hãy nhấn vào đường link này để nộp đơn trực tuyến, hoặc quý vị cũng có thể gửi đơn bằng giấy hoặc là gửi đơn qua email. Khi quý vị nộp đơn trực tuyến thì quý vị hãy nhấn vào đây. Tuy nhiên nếu bây giờ quý vị nhấn thì quý vị sẽ không thấy gì đâu quý vị, bởi vì đơn vẫn chưa có được mở ra. Quý vị chỉ thấy như vậy thôi. Nhưng khi đến ngày mà 18 tháng 9, quý vị nhấn vào thì quý vị sẽ thấy có một cái chỗ để quý vị nộp đơn. Quý vị thân mến, đó là những gì mà Lê Đinh muốn chia sẻ với quý vị trong video ngày hôm nay. Lê Đinh hy vọng video này mang đến những thông tin hữu ích cho quý vị. Trong thời gian sắp tới, Lê Đinh sẽ gửi đến quý vị thêm nhiều video với những thông tin hữu ích khác. Cho nên, nếu quý vị chưa nhấn nút subscribe, Lê Đinh mời quý vị hãy nhấn nút subscribe và nút chuông để nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi Lê Đinh có video mới. Còn bây giờ, Lê Đinh xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Bye bye!